và số sự kiện khác trên khắp mọi miền của tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình về lưu trữ làm kỷ niệm cá nhân, mời quý quan nhà văn hóa quan hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231 trên cửa cảm ơn quý khách. ฝนฟ้าเดือมฝนดวงเลิมแจ่ไปฟมจังสิ่งไม่รู้หน่อยอ่อยหักปันแปงรู้สิเบิ่นเก่ารู้เก่าเบิ่นเต็มสิเบิ่นจังเอาไม่กินเข่าเก่าเบิ่นจังเอาไม่กินนมเออพอจางเลี้ยงจังสูงแม่จางจุงจังเหนียวจังเหนียวเปียงลุงจังสูงเปียงป่าหมาเปียงปอเปียงแม่หาเฮือนลูกกระตั้งตัวสิบสามจังหัวตัดปีหลานฝนยิงตัวสิบสี่จังหัวตัดหึมตัดหึมไหลหึมต้องเศร้าสีตัดปีหน่อยไหลปีหน่อยเอาแดดเศร้าส่องเออเป่านางจังเป๋าไปให้ดูนาเป่านางจังเป๋าไปหน้าดูนองมาดูปัจจัยเสือพ่อหัวลงตาเสือปากป๋าดอกในจังมาดูแมนแกนความน่องTây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia,
mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm, hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
trong xứ hờ lu, sàn phú sàn già, lu
tôi bưng mê cần muốn chờ phú già chứng chờ ai em đồ bày hương phù trong sư hờ lu dàn pú dàn già lu ngài lu nhíng em nhang lung lời lu bao lời nguôi nà lê em in mo ải chín năm ta phong mùa lón lại ca khay bay nỡ phùa mía thầu coi bưng lê can mừn chờ phú già chín chờ ai thank you.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoạt, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoạt, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Được cả hai họ bốn bên về đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho giao hiền dạy thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Bằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước cho nguồn chảy ra, sinh con ra mong con lớn trưởng thành, có đúc hoạn nạn có đúc nắng cây, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Vâng, hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc đồng tuổi nối ước mong, tình yêu thực hài có chầu cầu. Vâng, chúc buổi trưa ngày hôm nay giao hiền dạy thảo của chúng tôi có mặt đông đủ trên sân khấu ngay lúc này đây. Và xin trọng kính mời hai em chúng ta hãy bước lên hai bước đi ạ. Xin trọng kính mời hai em chúng ta hãy bước lên hai bước đi ạ. Và hãy quay mặt vào nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới. Nhận thề này nói nên rằng từ ngày hôm nay lôi chân lang và lôi lang của chúng ta sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Vâng, xin trọng kính mời hai em, đó chính là chủ nhân của tấm thiếp hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, hai đôi bạn trẻ sẽ luôn gắn kết yêu thương nhau cho đến tới đầu bạc răng đồng. Chúc cho hai em trăm năm tình miên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Ai em năm ba mươi hai tấm mưa chiều phong này báo nở. Vâng, xin trọng kính mời chú rể của chúng ta hãy đeo cho cô dâu ngón sáp út nơi mạch máu chảy xiết vào con tim. Kể từ bây giờ hai đôi bạn trẻ sẽ là vợ là chồng, không chung không chia, không sẻ cho ai. Vâng, chúc cho hai em hắc cả tàu phồm đành, banh cả tàu phồm lớn. Dạ vâng, xin chào kính mời hai em hãy trở về vị trí cũ ạ. Dạ vâng, đứng bên cạnh nàng sau đó chính là song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai có bố Đường Văn Phụt, mẹ Đường Thị Phương hãy bước lên một bước đi ạ. Xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai có mẹ Lọ Thị Hạc hãy bước lên một bước đi ạ. Và cúi đầu chào toàn thể quý ông bà các bác chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và rất mong toàn thể quý ông bà chúng ta hãy nồng một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt nhất được không ạ? Xin vâng, cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý ông quý bà. Vâng, xin trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình hãy trở về vị trí cũ đi ạ. Chúc mừng tin đại bà mẹ Pinau Hạc Sương. Bà đoàn con xúc khỏi xuân đại tàn nà sang bọn mà cho hươn cú giả tàn nai các bà cười các bà mở mani bà đoàn con xúc khỏi thì tôi rất là vui mừng được sự đời mời ải em cánh bà cười lấy mong muốn chôm tỏn chẳng hiện đó nà đó tà xúc mời xúc ý xúc ai ải em và nông con mẹ bản cuốn các bà mở xin thưa ải em và nông con mẹ ơi sổ chúc nhau hở ải em và nông con mẹ hâu hảo khăn mặn dân mấn tên chèn khuyền quyền tăng đua sầu khào các bà mở bà ải em và nông con mẹ hâu thả hừng thầy bà đoàn pha xong khỏi cái này công bố hỏi sang bón phở cười hô ô nạc hải tà sang bón ải ế mà đọc bò mè bản quán cả ba mớ. Dạ vâng, kính thưa tập thể của bác anh chị trân trọng và kính mến, hôm nay đúng là ngày đành tháng tốt, ngày 22 tháng 10 năm 2023, tức ngày 8 tháng 9 năm Quý Mão. Vâng, tại gia đình nhà gái bản ban xã Sa Mướn huyện Điện Biên tổ chức long trọng mừng đế phú quý cho giao hiền rẻ thảo trong buổi trưa ngày hôm nay, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của cặp đôi anh ương, cũng như sự có mặt đông đủ của tập thể quý ông quý bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, sẽ không để các vị chờ đợi đâu hơn nữa. Cô dâu Thúy Thư, chú rể Mộc Đâm Thúy Thư, giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến. Buổi đế mừng phú quý của cô dâu và chú rể xin phép được chính thức tiến tố bắt đầu. Quý vị chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất được không ạ? Xin vâng, cảm ơn những tràng pháo tay, những tiếng pháo đã tuổi ra và đã chứng minh cho cặp đôi ương nên duyên vợ chồng trong buổi trưa ngày hôm nay.
Vâng, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được đưa lời cho hai bên gia đình, đưa lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bạn bè của cô dâu và chú rể và cô dì chú bác đã vứt chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về trung tâm bữa tiệc mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý ông quý bà, các bạn anh chị, bạn bè, nam thanh nữ tú của cô dâu và chú rể có một bữa trưa hạnh phúc và đầy niềm vui. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, xin thưa ai, em bạn ông bà mẹ, bạn khoáng ơi, bạn muốn phát xuống khỏi số này tàn nả, sắp bón cú giả tàn này, em bạn đồi phùa mía sòng nòng nì, em ấy khó đằng sòng sườn bạch cam ở này, em bạn ông bà mẹ, bạn khoáng cả ba mớ, còn chơi tô khỏi sò, chiếc nông đội trưởng của trà đề, chiếc đông bí thử của trà quang, chiếc phò đả năng khoành, chiếc mẹ em phanh năng hén phành sàng, chiếc ải cánh nào năng hén kiển kè, ở nam chào khảo năng sang bón, ải đo bằng cột cánh của em đương thỉnh phường cánh ba, em đo thì hạc để nó dễ kiển tó bạn tó cuống tó hiện tó trầu có mấy bóng đàn nè khè đà hay bảy hoi với trăm nằm nằm bóc cuốn cuốn đúc nà buồn phà đớm buồn phà đớm buồn đương lớm trẻ bè phùng trắng xỉnh mỹ đồ nòi ỏi hạc văn phanh rú xí bờn cầu rú cầu bờn tìm xí bờn trắng ao mấy kiển khẩu cầu bờn trắng ao mấy kiển nôm ấp bò trang điện trắng sùng mẹ trang trùng trắng nhớ trắng nhớ piêng đung trắng sùng piêng phà mà piêng phò piêng mẹ hà hơn lúc vật tăng tuổi xếp sàng trắng hột tát phí làn phần nhinh tuổi xếp xí trắng hột tát hầm tát hầm lẩy hầm tông sao xí tát phí nồi lẩy phí nồi ở đẹp sao sòng ấp bao nằng trắng báu phải hay đồ nà bao nằng trắng báu phải na đồ nồng cái đồ vật chai sửa phước hùa lông tà sửa phạt phá đông này trắng mà đủ mẹn kén quam nồng thúy thư nằng tám tủ tám trụ cái điện ba bờn hài sòng xài tà gió nên chèn kiều cho nên đẩy quam trụ là trắng khuyên sới ảo lệnh quam báo cánh xào trắng khuyên chú em hả ải ướp vào trắng ổm trên sầu trắng ảo dệt đủ té hoa té sơn trong bón ải em cả nắng kiếm đẩy bài mi dệt phát khẩu đầu hồng gửi lòng hảo đổi của mía sòng nòng nỉ bên đồi thú phù kim bên đồi sang đổi biết đất bấy bên đồi sang đổi cái với xìa bên đồi phùa mía ăn ở hàn thầu bản hoàn phát giúp khỏi sau này tàn nà sang bón phú già tà nay cánh phẳng cười thứ nhất sỏ chúc hở sòng nòng hạ cản tàu phồm đành bánh cản tàu phồm nón thứ sòng má má sỏ chúc hở sòng êm bền hơn lần hơn điều và khai bày cản sàn cản đấy nơ thứ xà má má bản hoàn phát giúp khỏi sò này tàn nà sang bón bằng cười cánh bà phú già tà nay sò ca mở nải em bạn ông quà mè bạn khoáng hâu hạt bánh phái bìa bang cản thấy nó nửa sửa đi hòa bị kiềng khí xe máy cháy tang đường mắt tùng mắt tôm mắt bao đồ sòn làn bạn hoàn phát xuất khỏi của mấy sàng ngờn xưa sò chúc nhau hải em bạn ông quà mè hâu ca khai bè nà bền đắt nửa sầu khẩu phát xong giảm quát cả phú mà mùa hả mắt bền xài phú mà bài hả mắt bền phẳng phú mà mắt cánh cà phê hả mắt bền phuông phải cả mắt đầy ngân hẳn khải quán này mà đầy ngân kiều tiêu tăng mà lại trù mà lại phải lại ngân này em phải đọc tâm ơi. Sở văn kính thưa toàn thể của các anh chị trân trọng và kính mến, thưa quý cụ ông cụ bà cô dì chú bác, ngày vui ngày hạnh phúc của hai em được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý ông quý bà quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình để cùng nhau trở về trung tâm bữa tiệc mừng hạnh phúc chúc tương lai trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị có niềm vui hạnh phúc và luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, sinh con ra mong con đến trưởng thành có đúc hoàn nạt có đúc đằng cây, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Vâng, hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc đồng tỏa nối ước mong. Vâng, tiếp theo xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu cũng có món quà ý nghĩa thân thương nhất sẽ gửi dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời mẹ Đường Thị Phương và bố Đường Văn Cụt. Xin trân trọng kính mời bố mẹ. Trường đánh sành hùng ơ cả cuộc bồng sống khá hà sang món đồ tàu đồ ở làn phải nhận hương thế tàu diệt tàu diệt chi hảo khăn bằng dân hà xuống đồ xuống tàu mới tăng sàng hình kinh phần để nơi em ơi. Vâng, xin chào kính mời món quà ý nghĩa thân thương nhất của người mẹ đã sinh thành ra cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Hạc đồ đầu cỏ chim mi trường phanh phanh đồ đầu cỏ chim mi trường pha trường mày giảm tò mắt đường phát quan sườn giản tò mắt sầu mày là hạt đồ đầu chiếc sỏ phát sỏi phém bùa phát hèn căm nhang niu mà hảo mà là xót mưa nhang sư mà hảo mà là xót khèm bắt chừ mày là khải đủ sang hán khải quay bắt chừ mày là khá đủ mẹ em bánh
mà nửa sắc lao khải mà hàn bền mày hôm mới xuống bền chìa hàn bền mày hè xuống mi bằng hàn bền con nhinh xuống bền bờ tè na sung ơi sang bọn em thì nhà mi trường lành sành hùng cả bồng sống khá hả sang bọn đục phải nhận hết nhà giàu tiền tàu tiền chi thảo khăn mặn dương này em ơi mi hỏi xúc đồ xúc tàu mi tang sảng hùng kinh phần lẻ nơ. Sao vâng xin chào kính mời món quà ý nghĩa nhất của đại diện gia đình nhà trai, có mẹ cũng có món quà là ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai con. Chị cũng xin chọn kính mời món quà ý nghĩa nhất của người mẹ dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chọn kính mời ạ. Hôm nay pháo nổ vang trời, mẹ trước hai đứa một đời vàng son. Món quà nhỏ những tấm đồng son, mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này. Sớm sinh một gái một trai, cho tròn chữ hiếu chọn đời mẹ vui. Chúc cho hai con trăm năm tình miên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, hạ cắn tàu phồn lành, bánh cắn tàu phồn lón. Hảo khăn bằng dưới này em ơi, mấy trường đánh sảnh hùng, cả bồng sống khá ở sang bón nồ tàu. Rồi vâng, tiếp theo món quà của đại diện của gia đình nhà gái có. Chúng ta hãy cùng nhau di chuyển về phía sân khấu đi ạ. Xin trọng kính mời đại diện của gia đình chúng ta. Xin trọng kính mời gia đình của anh Thân Phong cũng có món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai em. Xin trọng kính mời ạ. Xin trọng kính mời món quà của anh Thân Phong đó ạ. Vâng, món quà của gia đình anh Hùng Thua. Chúng ta hãy cùng nhau di chuyển về phía sân khấu đi ạ. Gia đình của chúng ta hãy cùng khẩn trương đi ạ. Vâng. Xin trân trọng kính mời món quà ý nghĩa thân thương nhất của người anh, người chị dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cháu Thuấn, xin trọng kính mời ạ. Cảm ơn món quà ý nghĩa thân thương nhất của người cháu đã dành tặng cho cô của mình, dì của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được kính chúc cháu sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn. Dạ vâng, xin chào kính mời cháu Thiện ạ. Cháu Thiện, cháu Thu, chúng ta hãy cùng nhanh chân đi ạ. Mời các cháu hãy nhanh chân dạo bước về sân khấu đi ạ. Chào chú rể. Xin vâng, cảm ơn món quà ý nghĩa thân thương nhất của người cháu và chúc cho các cháu sớm có tin vui và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các cháu rất là nhiều ạ. Vâng, tiếp theo món quà của gia đình anh Thân Phong và gia đình anh Hồng Thoa, chúng ta hãy cùng nhau di chuyển ở phía sân khấu đi ạ. Ý nghĩa thân thương nhất của đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đã gửi đến cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời món quà ý nghĩa thân thương. Sau phần tiếp theo, món quà của gia đình anh Nhượng Thi và gia đình của chị Điên Thắm. Trở về sân khấu đi ạ.
sạch hung cả bồng xuống khá hả sân bón nong nung và nhân hương như rào và nhân bao nhân chi hảo khăn hả xung nong xung nong mới tan sàng những kinh phân này đó. Xin mời tiếp theo món của đại diện bên gia đình nhà trai có anh chị anh Long Tân cũng có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai em, xin được đóng trọng kính mời. Xin chúc tất cả em mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để nhận được những video mới nhất từ camera tăng tặng. Hoàn toàn chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện mua bán cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm. Vâng, cảm ơn món quà của đại gia đình hạnh phúc đã dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được kính chúc cho anh chị và các cháu có sức khỏe dồi dào và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn món quà ý nghĩa thân thương nhất của các anh, các chị, các cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các bác chị trân trọng và kính mến, tiếp theo món quà trị giá 15 tỷ đồng, quý vị có biết đến từ ai không ạ? À? Quý vị ơi, tiếp theo món quà trị giá 15 tỷ đồng lấy từ chàng pháo tay của toàn thể quý ông quý bà các bác chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À? Tốt mưa chiều phò này, em năm phò mẹ ơi. Thảo Khăn ơi, ý ơi như chàng lành sánh hùng, cả bồng sống khá, xong bón nồng nồng, nhân hơn nhân rào, nhân tao, nhân chi nè. À, phù rau phù rể đâu ạ? Rồi vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay thì lại gia đình hạnh phúc. Cũng có chén rượu để cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bác anh chị, bạn bè của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay là vứt chút thời gian và ngọc quý báu của mình để cùng nhau trở về trung tâm bữa tiệc mừng hạnh phúc chúc tận lai. Vâng, cô dâu và chú rể và đại diện của hai bên gia đình có chén rượu để cảm ơn chân thành, chúng ta hãy rót những ly rượu của mình lên đi ạ. Sau mới ảnh em mà nó phò mè bản khuẩn hâu nọ khái đầu khái tay nơ sang bón ảnh em cái mặt bằng cười mi chén nào nói nâng sống em mở này em mà nó phò mè bản khuẩn ơ hạc phanh phải bìa băng cản mà tụng mà tôm mà bó đồ sọt làn hảo khăn mà giữ mê đà ra ảnh em mà nó phò mè ơi hảo khăn nó sống nông nơ hạc cắn tao phồm lạnh phanh cắn tao phồm lón nơ hảo khăn ơ sống hai đại diện hai bên gia đình ơi hạc cắn các hai bên hơn nâng ơn điều phải kín pà mát kín đầu đấy nơ เอาหน้าไอ้แม่น้องปะแม่เอ้ยแห่งก้อยๆจะเป็นเป้งกันเลยเนอะไปถึงสองไอ้หนอมานี่มือมวนมือกูมาโดยสองน้องกับสมาชิกจังหวัดเลยอ่ะชุมตาให้คุณเย้าโซ่ถูกต้องอ่ะไอ้จีเอ็มđầu nghĩa phụ thê nhận thề để nói lên rằng từ ngày hôm nay hai đôi bạn trẻ sẽ chính thức là vợ là chồng. Vâng, chúc cho hai em hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng kính mời hai em hãy trở về rót những chai rượu sâm đanh của mình, tình yêu ngọt ngào, cười thật tươi lên đi ạ. Hôm nay ngày hạnh phúc của chúng ta, hãy cười thật tươi lên đi ạ. Và chú rể của chúng ta hãy lát thật mạnh đi chú rể ơi. Sức mạnh tình yêu của chú rể đó. Có bị ai nổ một tràng vào tay nữa được không ạ? Sức mạnh tình yêu của chú rể đó dành tặng cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trọng kính mời chú rể chúng ta hãy mở chai rượu sâm đanh của chúng ta hay bạn chú sóc. Vâng, xin trọng kính mời hai em hãy tay chung tay rót những ly rượu của mình đây nè ạ. Rượu nồng là sự ái ân trong tình yêu, rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình ta nồng thắm xúc bày với nhau cùng chung thủy sắc màu. Và chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Thank you.
chúng ta hãy đến chai rượu thứ hai của mình và lắc thật mạnh như ban đầu. Vâng, xin trọng kính mời chú rể ạ. Bánh cả tàu phồm lón hảo khăn mặn dân mi đủ những chai khăn chăn là cả nước sóng nóng ơi. Để hạnh phúc trăm năm của hai em sẽ luôn gắn kết yêu thương nhau cho đến tới đầu bạc ra non quấy mưa cả đấy sóng non ơi. Hạc cả tàu phồm lành bánh cả tàu phồm lón sóng mới sóng non nữa hảo khăn ơi sóng non ơi hỏi xung mà gửi xung ý xung ai mi tăng sẵn quên mà đòi nhau đi ạ. Vâng, và chú rể của chúng ta hãy đuột từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên chỗ nào mềm nhất của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ? Đó chính là vòng eo đúng không ạ? Dạ vâng. Và cô dâu của chúng ta hãy đuồn từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới chỗ nào cứng nhất của chú rể ạ? À, đó chính là bờ vai đúng không ạ? Các vị chúng ta hãy nở một tràng vào tay cho đồng nhiệt nhất nữa đúng không? Dạ vâng. Sức mạnh tình yêu của hai đôi bạn trẻ ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai đôi bạn trẻ sẽ hôn nhau và sức mạnh sẽ được toàn thể quý vị quan khách chứng kiến sức mạnh tình yêu. Vâng, rất mong toàn thể quý ông quý bà các bạn anh chị chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến giây phút và trọn lại nhất của cặp đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Nếu chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ sinh được 5 trai 1 gái. Nếu chú rể hôn vào môi của cô dâu sẽ sinh được 1 trai 1 gái. Theo chú rể hôn vào đâu ạ? Vào môi đúng không ạ? Hai em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em có run không em ơi? Dạ vâng, sức mạnh tình yêu của đôi bạn trẻ. Hai bạn hôn nhau ở đâu nhưng mà em xin hoa núi và toàn thể quý ông quý bà không được nhìn thấy sức mạnh tình yêu. Và hôm nay đó chính là sức mạnh tình yêu của hai đôi bạn trẻ. Đó chính là chủ nhân của Thấm Thiếp Hồng. Vâng, xin trân trọng kính mời hai em chúng ta hãy chuẩn bị ạ. Theo MC Hoa Núi hô từ 1 đến 3 bắt đầu. 1 2 2 7 5 3 bắt đầu. 3 2 1 ôi bắn tao bắn mày đi mày nghe lầm. Cả đất sóng nồng nữa, hai cái tàu phồng lạnh, bên cái tàu phồng lót nữa sóng nồng nữa, luôn công tác tốt nữa sóng nồng nữa. Dạ vâng, xin chào kính mời hai em trở về hàng bàn hàng tiệc.
miền của tổ quốc quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp cùng người lưu trữ là của một cá nhân đầu tư văn hóa nước ngoài qua mạng qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231 chân thành cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.